Chào vũ đoàn The Queen nữa các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và mọi người rất vui khi mỗi lần được ra Quảng Trị là được thấy Quảng Trị càng ngày càng đổi mới. Quý vị có đồng ý không ạ? Một tràng vỗ tay ạ. Và để không làm mất thời gian của chương trình thì mọi người xin đến với sáng tác thứ ba được mang tên Get High. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bye bye. Đêm rơi xuống nơi đây cùng với bao đam mê tan rã. Sâu trong trái tim tôi một tiếng hát vang lên như duyên dáng. Hôm nay tôi sẽ vượt hết muôn phiền và bao nỗi buồn. Chẳng còn lưu luyến những phút mệt nhoài và cay. Dâng cao từng ánh mắt lấp lánh trên hoa muôn ánh sao và không gian nơi đây đôi khát khao ngập tràn một tình yêu một ước ao. Tonight we get high, tonight say good night, tonight get high. Đêm rơi xuống nơi đây với bao đam mê khát khao. Sâu trong trái tim tôi một tiếng hát vang lên như xuyên sao. Hôm nay tôi sẽ vượt hết muôn phiền và bao nỗi buồn. Chẳng còn lưu luyến những phút mệt nhoài và thấy đã. Một tình yêu, một ước ao. Tonight we get high, tonight we get high, tonight we get high, tonight we get high, tonight say good night, tonight we get high. Tonight we get high, tonight say goodnight.
Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. I love Quảng Trị ạ. Xin cảm ơn ca sĩ Minh Nguyệt đã đem đến không khí tuyệt vời cho buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta vui mừng chào đón sự kiện chính thức khai trương Vincom Plaza Đông Hà, Quảng Trị, trung tâm thương mại theo mô hình một điểm đến mọi nhu cầu đầu tiên của tỉnh Quảng Trị. Để tham dự lễ khai trương trung tâm thương mại Vincom Plaza Đông Hà, Quảng Trị, xin được trân trọng chào đón và kính giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Sĩ Trong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà. Trân trọng kính giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh, thành phố và các phường trên địa bàn thành phố. Về phía đại diện công ty Vincom Retail, xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Duy Khánh, Phó Tổng Giám đốc Vận hành Vincom Retail. Trân trọng kính giới thiệu ông Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Vận hành vùng Vincom Retail. Trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý, quý vị đại biểu, các cơ quan thông tấn báo chí tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà, các đối tác, khách thuê, trung tâm thương mại Vincom Plaza Đông Hà, Quảng Trị cũng có mặt trong buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, trung tâm thương mại Vincom Plaza Đông Hà, Quảng Trị là dự án trọng điểm tại thành phố Đông Hà, mang khát vọng kiến tạo một biểu tượng mới cho cuộc sống hiện đại tại đây. Và bây giờ, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Duy Khánh, Phó Tổng Giám đốc Vận hành Công ty Cổ phần Vincom Retail lên phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ông Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Đông Hà. Kính thưa ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. Kính thưa ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị. Kính thưa ông Nguyễn Sĩ Trong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà, cùng toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý đang có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Trong không khí tưng bừng và phấn khởi của buổi lễ khai trương ngày hôm nay, thay mặt công ty cổ phần Vincom Retail, tôi xin trân trọng gửi lời chào mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành đến các vị lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể quý vị khách quý đã đến tham dự lễ khai trương trung tâm thương mại Vincom Plaza Đông Hà ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Quảng Trị, vùng đất gắn liền với những trang sử kiên cường của dân tộc, đang dần chuyển mình với một sức sống